Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục đi làm cái video để phân tích cho các anh chị các bạn tham khảo nha. Thì thời gian gần 2 tuần vừa rồi mình có chút công việc nên về quê á, nên là không có làm video phân tích cuối tuần cho các anh chị được. Thì có rất nhiều các anh chị các bạn cũng hỏi mình trên các nhóm, các group. Các anh chị cũng thông cảm cho mình. Mình cũng mới vào từ hôm qua thôi. Thì hôm nay mình làm video để cập nhật tình hình thị trường cho những các anh chị các bạn nào đang quan tâm, những cái phân tích của mình để mọi người tham khảo, nó giao dịch nó tốt hơn. Thì trong 2 tuần vừa rồi thị trường cũng có nhiều cái biến động và nhiều cái thay đổi. Vì vậy mọi người cũng cần cập nhật để hiểu thêm về cái xu hướng, cũng như thể những cái cặp nó có những cái gì thay đổi thì mình tham khảo nha. Thì những cái chị các bạn nào mới mà chưa có nhiều kiến thức, mới tham gia thị trường thì có thể là vào website của mình nguyenhuduc.com.vn để tìm hiểu thêm cái phần kiến thức này. Mình cập nhật rất là thường xuyên và mới nhất cho các anh chị các bạn, để mọi người có thêm cái kiến thức giao dịch nó trở tốt hơn. Ngoài ra thì cũng có thể là tham gia cái nhóm trên Facebook, cái nhóm cộng đồng này. Thì trong thời gian vừa rồi mình có về, nhưng mà thi thoảng mình cũng có cập nhật ở trên này. Mình không làm được video á, thì mọi người cũng vẫn cập nhật được những cái thông tin, những cái bài viết của mình hoặc là những cái chia sẻ của mình trên nhóm cộng đồng VTrader này, để cho các anh chị các bạn cập nhật được sớm nhất nha. Ngoài ra thì có những cái anh chị các bạn nào mà cần hỗ trợ tín hiệu thì cũng có thể liên hệ mình. Mình có nhóm hỗ trợ qua Zalo để giúp cho các anh chị các bạn giao dịch nó tốt hơn. Thì thời gian vừa rồi thì nhóm mình cũng có được lợi nhuận khá là tốt. Có rất nhiều các anh chị kiếm được lợi nhuận này và chia sẻ trên này. Đây, trong cái khoảng thời gian mình về, nhưng mà có rất nhiều các anh chị kiếm được lợi nhuận tương đối là tốt. Mình cập nhật thường xuyên ở trên này mà. Các anh chị các bạn cũng có thể tham khảo nha. Thì những anh chị nào cần thiết thì cũng hiểu được về cái phương pháp giao dịch của mình rồi thì cũng có thể là liên hệ mình để được hỗ trợ tín hiệu nó sẽ tốt hơn. Rồi thì mình sẽ đi qua phân tích những cái cặp mà mình thường xuyên phân tích cho các anh chị các bạn quan tâm nha. Rồi chúng ta bắt đầu với Bitcoin. Thời gian vừa rồi thì cũng không có quá nhiều cái biến động, nó cũng đi ngang một vùng giá. Tuy nhiên là cái xu hướng của nó, các anh chị các bạn thấy là những cái đợt sóng này, điều chỉnh này, tăng này, điều chỉnh này, tăng, và thời gian gần đây nhất cũng vẫn điều chỉnh về cái vùng giá này và quay trở lại test đỉnh. Thì ở những cái dấu hiệu này, các anh chị nhận biết thành một điều là những cái vùng này là những cái vùng hỗ trợ giá tốt mà mình hay thường nói đến, đó là vùng giá EMA 20 và 50. Thì cái này, cái sóng của thị trường thì vẫn là sóng tăng, và cái xu hướng đảo chiều thì nó chưa có. Thì ở cái thời điểm hiện tại chúng ta sẽ có những cái kịch bản. Cái cơ hội này thì không quá đẹp, nhưng mà chúng ta sẽ vẽ ra những cái kịch bản. Cái kịch bản thứ nhất là chúng ta nó sẽ hướng đến vẫn theo cái xu hướng chính của nó là xu hướng tăng, và nó tiếp tục lập một cái mức đỉnh mới, có thể là một cái mức đỉnh lên đến trên này. Đối với Bitcoin mà, thì những cái các bạn nào tin tưởng thì tiếp tục mua lên. Tại vì mua lên thì những cái thời điểm mà như thế, cái ở cái vị trí bây giờ là những cái vị trí mà các anh chị tiếp tục có thể là nó hồi về trạm EMA 20 lại đi lên tiếp, hoặc là những cái thời điểm nó về dưới đây, các anh chị mà mua được thì mua được giá tốt. Thì thời điểm hiện tại đó, phải dựa vào cái lòng tin của mỗi anh chị thôi. Các anh chị tin tưởng mà Bitcoin lên thì các anh chị tìm được những cái vùng giá nó điều chỉnh về để các anh chị các bạn tiếp tục mua lên theo xu hướng. Còn một cái kịch bản ngược lại, đối với những các anh chị các bạn mà cảm thấy Bitcoin đã lên quá cao rồi, và Bitcoin là một cái gì đó nó ảo quá, hoặc là cái vùng giá này là cái vùng giá mà sắp đảo chiều, thì các anh chị các bạn có thể nghĩ đến cái kịch bản thứ hai là kịch bản này. Tại vì là khi thị trường nó có thể là nó quay lên, nó test đỉnh một lần nữa để nó hình thành một cái mô hình giảm. Có nghĩa là khi đó hình thành cho mình một cái mô hình xu hướng giảm đảo chiều, đó là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Thì những anh chị mà giao dịch mà hướng đến cái phương pháp này thì ở cái vị trí hiện tại các anh chị sell thì các anh chị sẽ có mức dừng lỗ ở trên này. Thì nó sẽ là một cái mức dừng lỗ nó hầu như là nó ngắn và nó thấp. Chứ còn khi mà các anh chị các bạn chờ một cái dấu hiệu nó quá rõ ràng đi thì có thể là cái dừng lỗ của các anh chị khi đó nó lại xa rồi. Vì vậy cái việc mà đưa ra quyết định của mỗi các anh chị các bạn là rất quan trọng nha. Ví dụ những các anh chị các bạn mà tin tưởng vào một xu hướng đảo chiều sell thì cái vùng giá này là vùng đẹp nhất. Còn những cái anh chị các bạn mà canh buy thì mình nên canh buy những cái lúc thị trường nó hồi về như thế này này, thì mình lập tức mình buy luôn. Theo cái phương pháp là lập tức mình buy luôn. Chứ còn bây giờ nó cũng đi một đoạn rồi thì nó cũng không thể đẹp bằng ở dưới đây được, cái vị trí giá tốt nhất ở dưới đây được. Mà bây giờ các anh chị mà tin tưởng tiếp thì các anh chị cứ tiếp tục các anh chị mua lên thôi. Và các anh chị phải chấp nhận một cái điều là top loss đây thì ngắn này,
tuy nhiên là rất dễ bị quét top lot. Còn để top lot ở dưới đây, dừng lỗ ở dưới đây thì nó lại dài quá, nó lại xa quá. Vì vậy với Bitcoin thì có hai cái kịch bản như vậy, tùy theo cái lòng tin cũng như cái quyết định của các anh chị để chúng ta tham gia vào thị trường nó như thế nào nhé. Còn mình á, với cá nhân mình thì vậy, mình vẫn nghĩ với cái mức giá này thì Bitcoin là cao rồi, và mình sẽ hướng đến cái xu hướng là nó quay lại, nó test đỉnh và hình thành mô hình đỉnh đáy, là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước, và có thể là một cái đợt điều chỉnh sâu hơn. Mình cần một cái đợt điều chỉnh nó sâu hơn của Bitcoin nha. Đó, trong một cái khoảng thời gian quá dài rồi. Thì các anh chị các bạn tham khảo một số cái chia sẻ của mình đó để đưa ra những cái quyết định nó hợp lý nhất, chính xác để kiếm được lợi nhuận. Chúng ta qua với chứng khoán Việt Nam, nó cũng không ngoài dự tính của mình. Ở những cái video trước theo dõi thì các anh chị cũng biết là mình nói đến cái mức kháng cự 1.200 này, và mình bảo trước sau nó cũng phá thôi. Và những cái lúc mà thị trường nó lực cái này, nó lực về EMA nó đẩy lên như vậy này, thì những cái lúc đó thị trường nó là những cái cơ hội mà chúng ta, các anh chị thấy không, nó sẽ giằng co vài lần, nó test lại vài lần và tiếp tục nó có thể là quay lên phá. Và cái mức 1.200 vừa rồi, thời gian vừa rồi nó đã phá, trong cái thời gian mình về quê nó đã phá. Và cái vùng các anh chị các bạn cũng thấy là những cái vùng mà mình đáng mua, đó là những cái vùng mà vùng giá EMA 20-50 đây, thì chúng ta mua lên. Đó, mọi người cũng thấy là rõ ràng như vậy. Đây cũng là một cái xu hướng tiếp tục của thị trường chứng khoán Việt Nam, và cũng không ngoài dự tính, thì đến bây giờ các anh chị đã mua phải mua ở giá thấp rồi, những cái lúc thời điểm hiện hồi về rồi, còn bây giờ mua đuổi thì nó cũng không phải là cách. Và dấu hiệu thì hoàn toàn hỗ trợ cho một xu hướng tăng. Các anh chị thấy mô hình đỉnh đáy này, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước này, và đáy, những cái đáy cũng hầu như là vậy, và chúng ta sẽ hướng đến một cái xu hướng có thể thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng. Bây giờ là cái mức cao như gần nhất mọi thời đại rồi, vì vậy ở đường trước nó khi mà đi lên nó không còn một cái mức kháng cự nào để mình dựa vào là nó có thể lên đến cái vùng nào. Bây giờ thì phụ thuộc vào niềm tin của thị trường cũng như niềm tin của các nhà đầu tư và những anh chị theo phân tích kỹ thuật, thì mình vẫn hướng đến là chỉ canh buy không canh sell. Và thị trường chứng khoán các anh chị biết là vào cái thời điểm tăng trưởng có những cái lúc nó tăng trưởng rất là mạnh đó, nên chúng ta rất là khó lường ở thời điểm hiện tại. Và có thể những anh chị các bạn mua thì hãy chờ những cái phiên điều chỉnh của nó để chúng ta tiếp tục mua lên theo xu hướng nha. Còn dấu hiệu đảo chiều chưa có, khi nào có dấu hiệu đảo chiều mình sẽ cập nhật cho các anh chị các bạn sớm nhất nha. Đó. Tương tự chứng khoán Việt Nam, đó là chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Mỹ thì cũng đúng đi theo những cái con sóng, là chúng ta sẽ hướng đến là sóng lên, sóng điều chỉnh. Và các anh chị chú ý một điều, cái này mình đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều với các anh chị các bạn, đó là trong một cái xu hướng tăng thì những cái đáy này, cái gì thế này luôn cao hơn. Và cái đỉnh này cũng vậy này, những cái thời điểm nó hình thành nó luôn cao hơn. Khi mà một xu hướng nó đảo chiều á, thì khi đó cái mô hình đỉnh đáy nó phải được hình thành rõ ràng kia. Còn hiện tại bây giờ tất cả những cái dấu hiệu của mình, các anh chị các bạn thấy là đang trong một xu hướng tăng, và thì mình cũng vẫn hướng đến như vậy. Ví dụ cứ xong có đợt sóng tăng, mua thì chúng ta phải chờ hồi về chúng ta mua. Các anh chị phải chú ý đó là khi mà mình mua là đang trong một xu hướng tăng, mình mua mình phải đưa ra những cái quyết định sớm để mình có được cái giá nó tốt nhất. Chứ còn mình không có hướng đến các anh chị các bạn mua đuổi nhá. Cái phương pháp đầu tư mà để cho nó tốt nhất, nâng cao lợi nhuận mà rủi ro nó thấp, đó là mình mua được cái giá thấp và mình bán được cái giá nó cao, giá tốt, vùng giá nó hợp lý. Chứ không phải là cái phương pháp mà mình mua cái giá cao hơn để bán tiếp tục, để chờ nó lên để bán được cái giá cao hơn. Ví dụ như những cái thời điểm như vậy, các anh chị các bạn mua ở đây đúng không? Các anh chị thấy cái sóng đang lên như vậy, các anh chị mua vào để hòng lên đến đây các anh chị ăn được. Tuy nhiên là có những cái trường hợp nó chỉ cần hồi về một chút thôi là các anh chị các bạn đã bị dừng lỗ rồi. Đó. Vì vậy cái việc đưa ra quyết định ở mỗi cái hệ thống giao dịch của các anh chị phải tin tưởng. Ví dụ như mình thì cứ về cái vùng giá này là mình mua. Đó, mình xác định rõ ràng xu hướng rồi thì cứ về mình mua thôi. Chứng khoán Mỹ cũng đang trong một xu hướng tăng và chưa có dấu hiệu đảo chiều. Mọi người thấy rõ ràng nha. Tiếp tục chúng ta qua giá dầu. Giá dầu thì cũng đúng như dự tính là sau một khoảng thời gian tăng dài, cái vùng ở trên này mình nói các anh chị các bạn bắt đỉnh đúng không? Và thời gian vừa rồi, chúc mừng những cái anh chị các bạn nào đã bắt đỉnh thành công và có được lợi nhuận khá là tốt, ăn được cả một vùng giá đẹp. Và các anh chị các bạn thấy này, khi mua thì bây giờ nó hồi về, các anh chị có mua mua này. Đó, tại vì bây giờ là cái vùng giá nó đang hồi, nó đang tích lũy ở cái vùng giá này. Các anh chị mua thì các anh chị phải đưa ra ngay quyết định này, chứ đừng có chờ nó đi lên một đoạn này. Giống như chứng khoán Việt Nam rồi các anh chị các bạn mới mua tiếp thì cái đó không tốt nha. Và mua thì phải xác định mua ở đây luôn, và dừng lỗ thì dừng lỗ những cái mức nào. Ở đây có các mức, ví dụ ở mức ở đây là dừng lỗ này ngắn này, đối với anh chị mà ngắn này. Còn dài thì mình phải chấp nhận những cái mức dừng lỗ dài. Cái tỷ lệ TB, tỷ lệ RR, các anh chị cũng chú ý là
mình top lot ngắn thì mình có khoảng thời gian TB nó đúng cái tỷ lệ, còn so với cái top lot ngắn đó có thể là 1-1 hoặc 1-2 hoặc là 1-3 gì đó, tùy theo những cái quyết định của các anh chị. Hoặc là top lot dài thì các anh chị phải chấp nhận TB dài, chứ đừng có các anh chị mà top lot có ngắn là dài mà TB có xíu này thì nó lại cũng không được, đúng không? Nó không có chấp nhận, cái tỷ lệ đó không có tốt. Còn về giá dầu thì ở cái mức lưng chừng này, những cái lúc thời điểm nó hồi về rồi thì nó lại có những cái kịch bản khác nhau. Ví dụ nó hồi về rồi thì khả năng nó lên cũng cao này, và khả năng có những cái lúc thị trường nó lại đẩy hồi sâu hơn, thì cái lúc đó mình cũng không chắc chắn được. Nhưng mà tuy nhiên là ở cái vùng giá này thì xem xét có thể là mua nhỏ được, với những cái anh chị các bạn vẫn đang tin tưởng vào một xu hướng tăng, và tất cả hầu như những cái dấu hiệu chính của nó vẫn là xu hướng tăng. Còn một hai cái mẫu nến này, mẫu hình nến này thì là một trong những cái mẫu hình mà có thể là xem xét là đảo chiều. Thì nếu các anh chị các bạn giao dịch theo cái mẫu hình tiếp tục sell này thì các anh chị có thể là đặt dừng lỗ ở trên này đó, hoặc là thậm chí là các anh chị đặt sẽ đặt dừng lỗ ở đây thôi, là những cái mức mà các anh chị có thể là xem xét đưa ra quyết định của mình nha. Đó là với giá dầu. Giá dầu thì mình nghĩ là có khả năng tăng hơn sau một xu hướng giảm. Còn với mình thì mình thường thường bây giờ mình lại đứng ngoài. Các anh chị thấy những cái khoảng thời gian mà tại sao mà mình bỏ lãng một thời gian, mình lại thấy giá dầu lên ở cái mức này mình lại bắt, và bây giờ nó hồi về coi như mình lại đứng ngoài. Tại vì mình đã ăn được cái vị trí nó hồi rồi, thì đó là cái mà mình phải đưa ra quyết định ở một cái thời điểm. Có những khoảng thời gian thì mình phải chờ đợi, và có những khoảng thời gian thì mình phải đi theo xu hướng của thị trường, và có những thời gian thì mình phải bắt đỉnh bắt đáy. Đó là cái quyết định và cái kinh nghiệm xử lý lệnh của mỗi các anh chị nó cũng sẽ khác nhau nha. Đồng USD thì những cái anh chị các bạn nào theo dõi mình thì các anh chị cũng biết là nó cũng không ngoài dự đoán ở cái thời điểm ở dưới đây. Đó là cái vị trí mà hình thành mô hình đỉnh đáy, đúng không? Và cái khoảng thời gian, những cái khoảng thời gian đẹp mình hướng các anh chị các bạn tuần gần nhất gần đây là những cái thời gian mà giá nó hồi về, và sau đó tiếp tục mà nó một cái sóng rất là mạnh đi lên, đúng không? Nó thiết lập tiếp một đỉnh mới và nó đang trong một xu hướng tăng. Có những ngày gần đây có nhiều các anh chị các bạn lo lắng là đồng USD giảm sâu. Tuy nhiên là với mình thì mình thấy bình thường. Tại vì là nó tăng mạnh thì nó giảm, nó điều chỉnh mà. Anh nhìn thấy nó giảm điều chỉnh này về cái vùng giá EMA 20-50 của mình, đúng không? Đúng là cái vùng tuyệt vời. Và nó hồi về như vậy thì mình mới có những cái cơ hội mà mình mua được những cái giá nó tốt hơn. Đó, còn về cái xu hướng chính của nó, các anh chị các bạn cũng thấy là những cái đỉnh sau nó vẫn tạo cao hơn này. Đấy, vẫn tạo cao hơn. Và nó ở đây thì nó cũng đang đi vào cái vùng mua, bắt đầu đi vào cái vùng mua của mình. Thì ở đây hoàn toàn các anh chị các bạn vẫn tiếp tục mình hướng đến cái xu hướng tiếp theo của đồng USD là vẫn xu hướng tăng. Với quan điểm của mình là đồng USD tăng. Vì vậy, mình sẽ dựa vào cái xu hướng này cùng với đó kết hợp những cái cặp chính liên quan đến Forex ở bên Forex thì có thể là mình đưa ra những quyết định giao dịch trực tiếp ở những cái cặp đó. Những ngày vừa rồi á, tuy nó sập hơi mạnh nhưng mà nó mình thấy cũng khá là bình thường, vì là nó về cái vùng đẹp để mình có thể là tiếp tục mua được cái giá tốt của đồng USD, và xu hướng thì mình vẫn hướng đến một xu hướng tăng nhiều hơn nha. Những cái kỳ vọng của mình đồng USD tiếp tục lên đến những cái vùng kháng cự trên đây, thậm chí là ở trên này mình sẽ hướng tiếp tục đến, nó đang trong một xu hướng tăng nha mọi người. Thì cái này mọi người chú ý để tí nữa mình phân tích bên những cặp bên Forex để cho các anh chị các bạn hiểu rõ hơn. Rồi chúng ta qua vàng. Thì ở những cái video mà trước kia, trước cái khi mà mình về quê thì cái sóng này là sóng vàng, và khi đó nó hồi về nó điều chỉnh ở đây. Các anh chị còn xem video gần nhất thì các anh chị cũng sẽ thấy là ở đây là một cái vùng mà khá là tốt, và sau đó các anh chị các bạn đã ăn được một cái sóng khá là đẹp ở đây, đúng không? Sau khi nó điều chỉnh về đúng vùng EMA 20 và 50 và nó đã đi xuống, thì ở đây nó gặp một cái mức hỗ trợ, đúng không? Một cái vùng hỗ trợ của giá, và sau đó hình thành những cây nến mạnh và bật lên. Thì với cái những cái dấu hiệu này á, tại vì á, khi mà các anh chị giao dịch, các anh chị phải dựa vào cái lực của nến nha. Lực nến bật ở cái vùng này có mạnh hay không, 1-2 cây có mạnh hay không nữa. Và cái lực thời gian gần nhất là lực của thị trường cũng khá là mạnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ hướng đến những cái kịch bản. Thứ nhất là nó có thể là hình thành mô hình hai đáy. Và mô hình hai đáy thì các anh chị thấy sao? Nó có thể là hình thành, nó tiếp tục nó đi lên, đúng không? Nó hình thành, và khi đó các anh chị cũng thấy là những cái anh chị mà học mô hình hai đáy thì các anh chị sẽ thấy như thế này, đúng không? Và chờ đợi nó phá vỡ cái mức kháng cự này, và có thể là nó lại hình thành một cái kịch bản như vậy để đảo chiều xu hướng. Đó là với cái mô hình hai đáy đó. Thì chúng ta khi bây giờ chúng ta lại phải nghĩ đến những cái kịch bản này rồi, tại vì cái kịch bản này là kịch bản rất dễ nó đảo chiều một cái xu hướng mới hình thành, đúng không? Và cái kịch bản mà chúng ta đang theo trước giờ thì các anh chị cũng thấy là những cái mô hình này về bản chất thì những cái đỉnh của nó vẫn là những cái đỉnh thấp hơn. Và tiếp theo là các anh chị cũng thấy là cái đỉnh gần nhất của nó là đỉnh này. Đây, cái đỉnh này. Và nó cũng chưa phá qua được. Vì vậy cái vùng này là rất là quan trọng.
vùng này là cực kỳ quan trọng đối với những cái anh chị các bạn nào đang quan tâm và giao dịch vàng. Các anh chị sẽ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất đó là các anh chị sẽ sell ngay ở vị trí này, đúng dẫn tiếp tục đi đúng theo cái xu hướng của chúng ta là ở dưới đây, những cái đỉnh vẫn thấp hơn và cái đỉnh này nó vẫn đang nằm dưới, đúng không? Các anh chị thấy không? Và cái mức dừng lỗ của anh chị bắt buộc là mình sẽ dừng lỗ trên này một chút, đó là khoảng 1758 đi, 1758, 1760 là một cái mức dừng lỗ bắt buộc. Nếu mà nó phá qua cái mức này, đóng nến mạnh ở trên thì cái mô hình này có thể là nó hình thành mô hình hai đáy và nó đi theo cái kịch bản này nhiều hơn. Còn nếu mà nó không phá được, nó đi xuống thì có thể là cái xu hướng dài hạn của cái thị trường nó vẫn còn, nó vẫn còn ở đó, và khi đó chúng ta vẫn bán được cái mức giá tốt. Vì vậy là cái việc mà bây giờ các anh chị đưa ra quyết định cũng là quan trọng nha. Với mình thì bây giờ nó không còn quá đẹp, tuy nhiên là mình vẫn hướng đến cái yếu tố nó sell nhiều hơn. Vì là sao? Vì bây giờ nếu mà mình sell ở đây á, thì mình sẽ có mức dừng lỗ nó thấp, nó ngắn. Còn những cái anh chị các bạn mà buy thì các anh chị nhớ đến cái kịch bản này cho mình nha. Kịch bản hai đáy, tại vì hai đáy này coi anh xem như là bằng nhau này. Các anh chị thấy không? Hình thành mô hình. Nếu các anh chị nào chưa hiểu về cái mô hình hai đáy thì các anh chị các bạn có thể là tham khảo về cái mô hình giá đó. Và nếu mà nó phá vỡ được cái mức kháng cự này thì thời gian tới có thể là vàng lại quay đầu đảo chiều tăng trở lại. Đó. Thì mình phải dựa vào những cái phân tích như vậy thôi. Còn lát nữa mình qua cái hệ thống nến Hakanashi thì mình sẽ phân tích kỹ hơn cho các anh chị một chút, và các anh chị nhìn nhận trên cái hệ thống nó xem nó như thế nào nhá. Thì ở đây các anh chị nào mà đang quan tâm đến coi thì các anh chị cũng thấy là trên cái hệ thống nến Hakanashi của mình nó cũng báo rất là chính xác, đúng không? Về những cái vùng nào hồi về vùng nào và tiếp tục nó đi như thế nào. Đây. ETH cũng vậy, về những cái vùng đó, các anh chị thấy hệ thống nằm trên đám mây thì tiếp tục cứ bay vậy thôi và hình thành những cái đỉnh đáy cao tăng vậy. Bây giờ mình nói về vàng đi. Vàng thì với hệ thống của mình thì các anh chị cũng thấy là nó đang nằm hết tất cả ở dưới đám mây Ichimoku và cũng vẫn đang hướng đến một cái xu hướng giảm. Đây, cái sóng này cũng vậy, là xem sóng hồi luôn. Nhưng mà cái kịch bản lúc này mình có nói với các anh chị các bạn mô hình đó, nên là cái kháng cự này là cái kháng cự quan trọng. Nếu mà nó phá thì rất dễ nó hình thành mô hình hai đáy, và thậm chí khi nó phá qua đám mây thì cái xác suất nó đi lên cũng cao hơn. Còn về cái xu hướng chính dài hạn của mình vẫn là xu hướng giảm. Khi bây giờ các anh chị các bạn mà có sell thì các anh chị bắt buộc phải dừng lỗ ở cái mức này cho mình nha. 1756, 1757 đó, thì những cái mức đó là cho mình cái vị trí dừng lỗ nó tốt, nó cũng chưa phá vỡ cái mô hình hai đáy và có thể tiếp tục đi xuống. Thì đây là mọi người tham khảo. Mình qua một số cặp khác liên quan đến USD. Thời gian vừa rồi những cái cặp mà mình chia sẻ cho các anh chị các bạn cũng thấy đó là UZI và UCD. UZI và UCD mình cũng đã cảnh báo với các anh chị các bạn là cái trường hợp ở cái video trước là nó điều chỉnh rất ít và có thể nó đi lên trong khi một cái sóng mạnh trước đó, đúng không? Và cái kịch bản này nó cũng chính xác, rất là chính xác. Các anh chị thấy là tại sao có nhiều các anh chị các bạn bảo là vào khi thời gian nó lên đây, hay nhiều các anh chị hay vào bắt đỉnh ở đây rồi. Và bắt đỉnh ở đây thì thường thường là chết là vậy đó. Tại vì khi mà trong một cái thị trường mạnh lực hồi nó không có nhiều, và mình cũng đã lấy cho các anh chị các bạn những cái ví dụ đường trước đó như ngày trước là EU rồi, các anh chị cũng thấy là khi mà gặp một cái lực mạnh thì cái sóng nó điều chỉnh không được như mình mong muốn đâu, và nó có thể là đi lên luôn. Vì vậy những cái anh chị các bạn nào mà không có kinh nghiệm cứ máu vào bắt á, là thấy cái sóng này nó lên vậy là nghĩ là nó sẽ đảo chiều, nhưng mà thực tế nó chỉ dao động hoặc nó sẽ dừng lại một đoạn thôi, giống như nó chạy mệt á, nó dừng lại một đoạn rồi tiếp tục nó tăng lên. Và cái lúc mà mình bắt á, là mình phải dựa vào những cái sóng nó cực kỳ dài, ví dụ như bây giờ trên này, các anh chị thấy không? Để ý những cái vùng giá ở trên này, và mình hoàn toàn ở cái vùng này thì mình có thể là xem xét giải lệnh được. Thì ở cái nhóm mình cập nhật sớm á, thì cái sóng tiếp theo gần đây là mình cũng đã bắt được con UZI ở trên này và ăn được cái sóng hồi. Bây giờ được sóng hồi trong những ngày vừa qua là cũng rất là tốt nha. Tương tự UZI là UZF cũng cái hình thức như vậy. Các anh chị cũng nói hôm trước cái video trước, mình nhớ là mình phân tích cái đoạn ở đây này cho các anh chị, và mình cũng nói rõ cái điều này hoàn toàn là có thể là hồi về rồi, đúng không? Tiếp tục đi lên và hồi, có thể là nó hồi không được sâu đâu, nên là đôi lúc mình phải đưa ra những cái quyết định rất sớm. Về UZI và UZF thì hai ngày vừa rồi nó giống như con USD, nó có những cái lực nến giảm mạnh. Tuy nhiên là giống như mình nói là nó cũng đang trong một cái xu hướng tăng và nó chỉ là những cái vùng hồi thôi. Ở những cái vị trí bây giờ thì thực chất là nó không còn đẹp với những con này. Những cái chị các bạn nào mà quan tâm về cái mô hình nến á, thì đây là những cái mô hình nến nhấn chìm giảm rồi. Mọi người có thể là giao dịch dựa trên cái mô hình này theo đảo chiều xu hướng cũng được. Còn nếu các anh chị các bạn nào giao dịch theo mô hình giá thì
mình nói từ ngày xưa rồi, từ trước rồi, là những cái vị trí thấp nhất đầu sóng với là những cái vị trí đẹp. Còn ở những cái vị trí con sóng tiếp theo đến bây giờ hoàn toàn nó có thể là đi lên như vậy, nhưng mà với cái lực nến mạnh nó khác nha, lực nến yếu nó khác. Lực nến mà yếu giống ví dụ như xuất hiện những cái dấu hiệu như doji hoặc là nến nó rút chân thì nó khác này. Còn ví dụ như thế gặp mà nến nó giảm mạnh thì chúng ta phải chờ đợi thêm thời gian. Ví dụ như những cái này thì cái lực nó giảm hơi mạnh, chúng ta có thể là chờ đợi thêm vào chúng ta mới mua lên. Những cái anh chị các bạn giao dịch theo mô hình nến nhấn chìm thì mọi người có thể dựa ngay vào những cái cây nến nhấn chìm đầu tiên mọi người tham gia vào thị trường. Uji và UCSF mình không đẹp nhá, nên là mình chỉ nói qua như vậy cho những cái anh chị nào đang quan tâm mọi người hiểu thôi. USDCNH thì theo đánh giá của mình con này là đẹp và cơ hội của các anh chị đã đến, và những cái lúc như vậy thì các anh chị nên vào. Mình nghĩ mình chỉ về thôi. Con này mình nói từ cái vị trí ở đây rồi. Những cái tuần vừa rồi mình về, các anh chị nào mà mua theo các anh chị cũng ăn được một đoạn dài rồi, đúng không? Thì mô hình đỉnh đáy xuất hiện này, đỉnh sau cao đỉnh trước, đáy sau cao đáy trước, và ngày hôm nay nó hồi về cái vùng giá này. Thì cái vùng giá này là vùng giá rất là đẹp nữa. Nó nằm trên giao cắt EMA 20-50, mây đẹp này, mô hình nến, mô hình giá đẹp. Thì con này là con mà theo đánh giá của mình là hội tụ rất nhiều cái yếu tố đẹp để chúng ta tham gia vào thị trường trong những ngày tới nha. Đó, mọi người phải chú trọng đấy, những cái cặp này. Còn những cái cặp mà nó đi quá như Uzi hoặc là UCSF rồi thì nó không còn đẹp bằng những cặp này. Mình hướng đến các anh chị toàn những cặp đầu sóng đấy. Và quan trọng là bây giờ các anh chị vào, các anh chị vẫn được cái mức dừng lỗ nó ngắn. Đây, mức dừng lỗ rất đẹp. Đây là cái đáy gần nhất và các anh chị hoàn toàn dừng lỗ đây. Và chúng ta có thể là kỳ vọng cao hơn. Ở đây, cái tỷ lệ theo cái tỷ lệ TB của các anh chị thôi. Các anh chị kỳ vọng, mình có hướng đến đây. Mình cân đối vừa là được rồi. Như vậy là được rồi. Đó, hoặc là thấp hơn. Còn khi mà lên nữa thì mình tính tiếp. Và các anh chị thấy là đây là một cái cơ hội đẹp nha. Mình đã chú ý rất nhiều cặp này cho các anh chị các bạn thấy được trong thời gian gần đây. Rồi mình qua cặp khác. Ví dụ như Âu cũng rất là đẹp. Tuần trước mình có nói ở những cái video mà cái trước khi mình về, mình có nói các anh chị đây sóng chính. Và cái thời điểm nó hồi về đây, mình cũng nói các anh chị là theo cái con sóng này. Tại vì là những cái mô hình đỉnh đáy, các anh chị thấy là những cái mô hình đỉnh đáy như đây. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước và rất là đẹp. Đó. Đi theo. Đúng không? Các anh chị xem lại video trước mình có nói rất là rõ, và cái sóng vừa rồi, tuần vừa rồi rất là tốt. Còn bây giờ nó lại tiếp tục hồi lại thì chuyện là cũng khá là bình thường. Hồi lại cái vùng nào? Vùng giá EMA 20 và 50 là cái vùng mà mình chờ đợi và tiếp tục có thể là đi theo cái xu hướng sóng này. Và cái mức dừng lỗ của các anh chị các bạn bây giờ là mức này là đẹp. Đây tại vì khoảng 1.2 đi. Một đó là đẹp. Nghĩ đó khoảng 1.2 đi. Là các anh chị dừng lỗ đẹp và có những cái tỷ lệ tiếp tục mình là kỳ vọng sau xuống. Đó, đây là một cái mà các anh chị cũng có thể là tham khảo nhá. EU vẫn đẹp. NU thì không biến động nhiều trong thời gian vừa qua, tuy nhiên là chỗ vẫn đẹp này, các anh chị thấy này, mô hình đỉnh đáy này, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này, đáy sau thấp hơn đáy trước này, đúng không? Sóng dẫn đường bật khỏi đám mây Chimoku có này, đúng không? Và vùng mình hồi về là vùng nào? Vùng EMA 20-50 và vùng này đang rất là đẹp. Và các anh chị hoàn toàn có thể là giao dịch theo cái tín hiệu này. Đây là đang là vùng sell tốt. Chúng ta có những cái cơ hội dừng lỗ, có nghĩa là dừng lỗ trên đám mây là một này, hoặc là các anh chị có thể là đưa ra dừng lỗ trên cái đỉnh cao nhất. Thì ở đây mình theo mình thì chỉ cần dừng lỗ qua đám mây là được rồi. Nếu mà cái lực nến quá mạnh lên trên thì có thể là khả năng nó phá vỡ cũng cao. Vì vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến cái này. Đó. Đỉnh đó, đây là những cái cơ hội mà mới đầu xu hướng này. Trong một cái xu hướng đảo chiều xu hướng thì nó đang xuất hiện. Tương tự AU là NU. NU cũng vậy, rất là đẹp. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Sóng dẫn đường phá qua giao cắt EMA 20-50 và bây giờ nó hồi về. Thì đây là những cái cơ hội mà chúng ta tiếp tục sell theo, đúng không? Và có những cái vị trí dừng lỗ ở trên này, dừng lỗ cao hơn, xa hơn thì ở trên này. Đó, đây là những cái cơ hội mà đánh theo xu hướng của các anh chị đây. Khá là đẹp. Tuần này có rất nhiều cái cơ hội đẹp nha. USDCNH đẹp này, EU đẹp này, NU đều đẹp. Đó là những cái cơ hội theo xu hướng của các anh chị. USDK thì mình cũng vẫn hướng đến cái xu hướng hiện tại như vậy, là nó vẫn hướng đến xu hướng đảo chiều tăng. Vừa rồi thì nó có một cái lực hồi rất là mạnh ở những cái vùng sau khi phá đáy này. Tuy nhiên là sau đó nó test về ở vị trí giữa một chút, và ngày hôm qua và ngày hôm nay bật lên có những cái sóng tương đối là tốt như vậy, thì mình vẫn dựa vào cái này. Và đây mình đoán trước cái kịch bản của xu hướng thôi. Nó về nó tạo để tạo thành một cái đáy mới á, là đáy sau cao đáy trước, đỉnh sau cao đỉnh trước, và hướng đến phá vỡ cái này thì càng ngày càng đẹp hơn. Thì UCAC mình vẫn là theo, và cái vùng này các anh chị hoàn toàn có thể là dừng lỗ ở đây nha. Một cái mức dừng lỗ khá là thấp và
thích hợp. Ví dụ như nó ở đây là nó thấp rồi đúng không các anh chị, nó có quay lại nó phá thì cái dừng lỗ của các anh chị cũng không đáng là nhiều đúng không, nó khá là thấp và cái cơ hội, cái xác suất nó đảo chiều ở cái mô hình này thì cũng tương đối là cao. Vì vậy là các anh chị hoàn toàn có thể là xem xét cái cơ hội này nha, u cảng nha. Một dòng mà mình chúng ta không thể nói đi, không nói đến đó là dòng G. G thì ở đây chúng ta có GZ này và GCS. Thì GZ và GCS là hai cái con mà mình có nói các anh chị các bạn bắt một thời điểm, là các anh chị bắt ở đây này, ăn được cái sóng này và có lên nữa. Cái nhóm của mình vừa rồi thì bắt ở đây nữa, cũng ăn được thêm một đoạn này nữa thì cũng khá là tốt. Tương tự GCS thì hai ngày hôm qua dòng G giảm rất là mạnh, vì vậy là hoàn toàn có thể chúng ta dựa vào cái cây nến đó để chúng ta có thể là giao dịch. Các anh chị thấy là một cái cây nến nó giảm như vậy thì các anh chị có thể là hoàn toàn dựa vào cái cây nến này dẫn đường. Tại sao cây nến này mạnh? Tại vì một cái cây nến giảm một ngày này đã bị bằng hơn một tuần trước. Các anh chị thấy đo độ dài không? Vì vậy nếu các anh chị mà học chuyên về phân tích kỹ thuật, các anh chị sẽ hiểu được cái điều này, là cái lực thị trường đang rất là mạnh và hoàn toàn các anh chị các bạn có thể là xem xét giao dịch và dừng lỗ ở đó. Thì những cái như vậy mình có thể là xem là nến dẫn đường và trên những cái vị trí H1 này, các anh chị có thể là chờ những cái đợt hồi về rồi các anh chị sell đi xuống. Còn những các anh chị dài hạn thì các anh chị có thể là giữ luôn, các anh chị tiếp tục sell. Tại vì cái lực này các anh chị thấy là lực H1 đổ rất là mạnh và mình sẽ đi theo cái con sóng này, đúng không? Mình chỉ canh sell trong ngắn hạn, mình chỉ canh sell thôi. Còn khi nào mà ví dụ như nó về sâu một chút mà nó xuất hiện rất nhiều cái cây nến doji á, hoặc là cây nến ngắn, cây nến nhỏ á, thì khi đó mình mới nghĩ đến cái xu hướng chính vẫn dài hạn ở trên này đó. Còn cái lực hiện tại, lực thị trường với dòng G 2 ngày hôm nay mình thấy rất là mạnh, thì hoàn toàn các anh chị có thể là bám theo cái dòng G đó nhé, bám theo cái xu hướng đó. GU cũng vậy, GU thì mình lại chờ thêm một chút, nó không đẹp bằng AU và NU nhưng mà mình chờ thêm một chút, nếu mà nó phá xuống đây là đẹp nhất. Còn bây giờ mình vẫn hình dung ra một chút là cái mô hình đỉnh đáy là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau và bây giờ nó hồi về đây đúng không, hoàn toàn nó có thể hướng đến một cái xu hướng xuống giảm sâu hơn đó. Thì đây là những cái mà chúng ta sẽ hướng đến trong thời gian tới nó nhiều hơn. Một số cặp khác như thế là ECS thì thời gian vừa rồi là cũng không biến động nhiều, nó cứ đi một thời gian này xong nó lại sideways ngay, cái gì thấy không? Đây vẫn là vùng sideways và các anh nhìn thấy là nến rút chân vẫn nằm trên EMA 20 và hoàn toàn cái kịch bản này vẫn tiếp tục, nó đang xảy ra đâu, đang có xu hướng là vẫn có thể tiếp tục tăng. Thì những cái anh chị các bạn vào thì các anh chị có thể là tìm cái mức dừng lỗ ở đây và TB theo cái tỷ lệ cho nó hợp lý, cái anh chị TB ngắn ở đây. Còn không thì các anh chị dừng lỗ xa dưới đáy một chút thì các anh chị có thể là đặt TB nó dài hơn nha. EJ cũng vậy, EJ thì nó có những cái vùng hồi này, vùng điều chỉnh này, những cái vùng cái nhịp mua thì tất nhiên là những cái vùng này rồi, nó đang trong tất cả một xu hướng tăng. Khi mà chúng ta mua, chúng ta đưa ra quyết định thì chúng ta mua ở đây. Mình cũng dừng video ở đây thôi. Một số cặp thì mình thường xuyên phân tích, mình cũng phân tích cho các anh chị các bạn để các anh chị các bạn cập nhật nó tốt nhất, nó sớm nhất. Thì hôm nay cũng là giữa tuần rồi, có gì cuối tuần mình lại làm video để cập nhật lại cho các anh chị nữa. Những các anh chị các bạn nào đang quan tâm thì có thể là xem video này để hiểu hơn về một số cặp nó đang diễn biến như thế nào. Có nhiều các anh chị các bạn theo hệ thống của mình cũng hệ thống giao dịch của mình nó cũng thời gian lâu rồi, có nhiều người hiểu. Tất nhiên là những cái video như thế này mà đối với những người mới á, thì các anh chị sẽ khó hiểu hơn, tại vì các anh chị mới tiếp cận đến cái nến khác và những cái hệ thống giao dịch các anh chị chưa hiểu nhiều thì nó sẽ không tốt. Còn những anh chị các bạn nào mà đã theo dõi mình thời gian lâu, hoặc là đã học mình, hoặc là đã trong cái nhóm của mình, thì các anh chị sẽ hiểu cái điều đó nó dễ dàng hơn. Mình chỉ nói qua là các anh chị cũng đã biết được nhiều. Vì vậy cũng rất mong là những cái chia sẻ này của mình giúp cho các anh chị các bạn giao dịch tốt hơn. Thì vừa rồi mình cũng về, có rất nhiều các anh chị hỏi luôn đó. Ngày nào cũng có một số các anh chị các bạn hỏi, tuy nhiên là mình về quê nó cũng hơi bất tiện đó, nên là mình không có cập nhật thường xuyên nữa, và trong khi đó là có thêm công việc nữa, nên là các anh chị các bạn cũng thông cảm cho mình. Thì những các anh chị các bạn nào ủng hộ mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có những cái video mới các anh chị các bạn có thể nhận được. Ngoài ra các anh chị có thể là học hỏi kiến thức ở trên website nguyenhuduc.com.vn của mình nhá, và tham gia cái nhóm cộng đồng phi trader để chúng ta có thể là cập nhật tin tức cũng như những cái tín hiệu nó tốt nhất của thị trường ở trên này. Rồi, chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị các bạn một tuần giao dịch tốt và có nhiều lợi nhuận.